Rồi, giờ phà chuẩn bị xuống máy luôn các bạn ơi. Phà mới mua luôn nha các bạn. Phà này nghe anh tài xế chia sẻ là tầm 101 kìa các bạn. 110 triệu. Còn cái máy thì gần 500 nữa thì tổng cộng chiếc phà với cái máy này là gần là cỡ 600 triệu các bạn. Còn cái máy kéo riêng nha. Quá trời, cái xe này nó đi chung cái máy này là đúng luôn các bạn, một màu luôn, xanh trắng, bên kia cũng xanh trắng, bên đây thì xanh xanh trắng trắng xám các bạn. Rồi máy kéo chở gỗ đó luôn cũng xuống phà luôn nha các bạn. Nãy giờ thì cắt xong cũng rồi, lâu lắm rồi nhưng mà đợi máy kéo kéo lúa các bạn ơi. Quá trời, cái cầu nhìn các bạn thấy đã không, mới chát luôn nha, mới chạy vụ này luôn nha các bạn. Phà này đóng ở bên công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hồng, điện thoại 0986900399. Phà quá đẹp, quá gọn, tướng đẹp các bạn. Rồi tài xế chuẩn bị xuống máy nha. Dưới xe các bạn, chỗ này có hơi hẹp nha. Má này mà chạy chung cái chiếc màu xanh kia quay mới tịch các bạn.
vừa đủ luôn, cho dư miếng nào vậy?